Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Còi Lalin. Quý cô bác ơi, ngày hôm nay thì anh em nhánh xử là bắt đầu chở cát chát rồi ạ. Hôm qua thì đã lên xe cát chát rồi, còn nay anh em bắt đầu vận chuyển lên để mà cho các bác thợ chuẩn bị chạm. Chào anh ạ. Vâng. Hôm nay là xây hiên ạ. Ôi, nước yếu như này không biết có tưới tường được không băng? Mạnh à? Đang gạch lên ạ? Lên gạch đang lên. Hôm nay chát 7 phút rồi ạ. Anh ơi, anh chất hơi đội mũ vào cho đỡ nóng. Có cây xoài treo rồi nhỉ. Vừa xây vừa chát luôn à bang? Cái vẹt này chát luôn để mai dưới cái nước nó phải ngấm và nó khó tắt. Vâng. Bây giờ mình đào luôn nó khô ấy. Cái giống như này nó hay bị đổ nước vào ấy. Đổ sân đổ xiếc ấy. Nó ướt ấy. Vâng. Chát nó cứ nhẹ nhẹ thì chát luôn cho nó khô luôn. Tí đây, làm luôn kẹo đây. Thì luôn thì nó gọi lên đại thì nó nhỡ. Bây giờ thì lại đến giờ nấu cơm trưa rồi ạ. Ngày hôm nay thì em có mua thịt là 200.000 này, rau với lại đậu này, dưa chuột là 80.000, lại là tròn 280.000, tại vì hôm qua là còn 280.000 ấy ạ, nên em mua tròn luôn. Thế chị nấu nhá, chắc em xuống xem gạch cho em đi về đây. Không ăn cơm đây à? Chiều có việc kìa. Thông một chiều em mới lên được, muộn lên được. Thôi các bác làm nhá. Thôi em xuống xem gạch em đi về đây. Chiều đi Lào Cai có việc nữa bác ạ. Vâng, thôi lên sớm. Đây này. Đây, gạch đây. Vướng gì đây? Đổ chắc đổ chỗ cũ thôi nhà anh nhỉ. Thế cho anh em tiện chở chứ ở dưới kia thì xa quá. Đỏ
1.500.000. Cả gạch đỏ kết hợp vào gạch xây dựng lợn đấy, làm móng cho chắc đấy. Kết hợp để móng ấy. Gạch giao thông không anh Khải Anh? Gạch giao thông không? Dũng Anh đấy à? Hôm qua mẹ anh bị sao? Đau chân à? Vâng, dạ dày anh. Tá tràng á? Một, hai, đôi, bốn, sáu á. Đôi, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám, hai tám, ba mươi, ba hai, ba tư, ba sáu, ba tám, bốn mươi nhỉ? Cái hàng dài vẫn 40 đúng không anh Khánh? Hàng dài vẫn 40 đúng không? Lên với lại cao 8. 1, 2, 3, đỏ rồi thì thấy khoan được rồi. Vâng. Thế đủ rồi ạ, thôi anh cứ đổ em. Bẩn hết nhỉ? Chắc đổ trên này cho sạch, chỗ này cứ trâu bẩn quá. Không, đổ cho phun sạch này em. Đấy. Lại sợ ô tô đi không? Dạ. Sợ ô tô đi á? Hôm nay á? Ờ. Chắc không có đâu. Nếu đi một cái bé đi rồi. Nếu mà sợ có thì hay đổ trong kia. Đổ trong kia à? Trong đường kia. Chắc không sợ đâu anh ạ. Chắc không sợ đâu. Ờ. Thì anh em là cũng phải chờ gạch đỏ trước vì. Ờ. Chờ hết xong là tí anh bảo anh em. Vâng. Quan tài đấy. Ờ. Cái này làm quan tài đấy. Anh xử chưa? Cái này làm quan tài đấy anh ơi. Quả nhà ai đây? Cái này quả nhà ai anh xử? Hù à? Hù hay hù? Ai mất mà làm? Dạ, nó làm trước vậy. Ở trên, lấy ở đâu về? Đó không vào đâu. Mua bà tấu không? Mua bà tấu đang kẹp quá à. Đây. Bà tấu không? Ra ra kia đi, hay lên đây đi. Đi 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 lên, đi lên. Cô đi luôn đi ạ. À. À. Gạch này bây giờ nó cũng đẹp hơn nhá em ạ. À. Gạch đẹp hơn trước nhiều. Em gửi tiền luôn anh Khánh ơi. Em gửi tiền luôn. Không thay làm sao mà lái được. Nó vừa mới bị chưa. Sáng nay nó có em hết nhiêu tiền hả anh? À chị anh chưa cầm. Nó không có trợ lực á? Nếu mà đi nhanh thì nó nhẹ mà. Ừ. Thì chậm nặng lắm. Này anh thử tính xem nào. À. Gạch này lên đây là có 2.000 à? 2.000 thì anh lấy 1.100 nhá. Vâng. Hôm nọ lấy 1.000, 2.000 thì ra còn tận cái khống bốc cơ. Vâng. Thì lấy thêm 100 đồng. Vâng. Là cái gạch đỏ ấy. Gạch đỏ, gạch đỏ. 1.100 đồng. Nguyên này có 2.000 thì anh ra kia bốc, nếu mà có 2.000 viên này bốc ít. Tính cước mà anh đi ra ngoài kia thì cộng mà thì thành nên thành 1.000 mấy cơ. Không bắt được anh. Đấy là lấy thêm tiền dầu ấy. Có 2.000 thôi thì mình lấy thêm ma là thêm đắt hơn 200. Như bình thường một xe đắt thêm 200 thì là 1.100 một viên á. 1.100 đồng. 1.100 đồng. Bình thường là 1.000 một viên lên đây, nhưng lấy số lượng nhiều.
đấy là nhiều, cái này ít quá. Ừ. Đây là ít xe, không đủ chuyến này. Nếu có 2.000 thôi. Thế là 2.000 là 2.2 triệu à? 2.2 triệu. 2.200 Thì anh lấy thêm 200.000 tiền dầu thôi. Gạch bi là 1.500 nhân với này 2.300 một viên lên đây. Vâng. 2.300 nhân lên đây. 1.500 nhân với 2.000 bao nhiêu? 5.650. Phải không? 5.650. Wow. Ồ, gần hết rồi. Thì cô bác ơi, hiện tại thì bây giờ đã là chiều rồi, gần chiều tối rồi ạ. Em có quay lại trên chỗ nhà anh Sở thì gia đình mình là đã chuyển gần hết chỗ gạch rồi đấy ạ. Để em đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 viên, 13 viên, 14 viên, 15 viên, 16 viên, 17 viên. Một, lúc nãy mà. Hai cái nữa. 19 viên. Một viên này là nặng 3 cân à? Và không, 6 cân ạ. À, 6 cân chứ nhỉ? Một viên 6 cân vậy thì 19 viên độ khoảng hơn 100 cân rồi. Và ôi ô. Nặng đấy nhỉ? 113 một viên. Chở hết rồi anh Sử. Vâng, hết rồi. Anh kín bên kia rồi. Vâng. Ngày chiều nay thì các bác bắt đầu tưới tường để mà chuẩn bị chát ạ. Hơn 4 giờ về rồi. Chiều nay thì đã có thêm gạch thì bắt đầu xây cái bếp lò rồi. Vâng. Đây. Còn bên này thì ống bể phốt các bác đã để rồi đấy ạ. Cái này có đúng không anh Tuyển ơi? Đặt như này đúng chưa ạ? Bể phốt ý. Vâng. Chất là tí đấy không lên được. Không, cái này lên không khó đâu. Cứ yên tâm là đến lúc đậy cái tấm kia mới lên. Cao hơn nữa mới lên được. Ồ, nhà tắm nhà vệ sinh cao phết rồi đây. Chắc đến hàng kia thôi á anh. Đến đấy là được rồi đấy. Vâng. Quá cao. Nếu như đổ mái tường chung như này chắc không ổn đâu nhỉ anh nhỉ, nếu đổ mái. Không. Không khỏe đâu nhỉ. Ôi dồi ôi, nhớ à? Ô, gãy bay à? Ôi dồi ôi, xây mạnh quá. Chẳng có gạch kìa. Cho chất 10 viên gạch để cho nó lên cho anh. Chứ chưa giờ bị nhốt đi chứ. Ha ha ha.
cái gì nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ. Em cứ tưởng là bão to đấy. Thế mưa một tí lại tạnh. Có mưa có nắng đi ở đâu cả cách. Như này tưới xong mai mới chát chứ hả bác? Mai mới chát đấy. Vâng. Cái chỗ này nó thúng như vậy. Này không có giáo cho chú khổ quá này. Không, thì đéo thì chúng thấy hết rồi. Đấy, năm mấy nhỉ chú nhỉ? Sao ạ? Và bốn mấy nhỉ? 50 rồi. 50 đấy mà còn lên tường này cái ông kia nó 51 nó hôm nay nó làm quan tài đấy. Ôi giời. Thế à? Vâng. Tức là mình chưa mất là mình đã làm sẵn rồi anh? Vâng. Làm trước rồi á? Vâng. Chuẩn bị gỗ làm sẵn rồi. Anh bảo là chắc cũng chịu một phần đường lít dưới làm phần tài rồi. Làm sớm vậy á? À? Làm sớm đấy. Nhưng mà trên vùng cao đa phần là hay làm trước mà. Tầm già già đã bắt đầu chuẩn bị sẵn rồi. Không phải nó làm dần nhưng có sợ Covid gì. Con sống cũng phủ rồi. Anh xử đầy củi. Tớ đi nhờ. Không được mình rồi. Ngay tại đây. Khổ đó mà. Bà mà đi ra chỗ khác đi. Ra kia ngồi đi chị ạ. À. Không tí là gạch đập vào chân thật đấy. Nó to quá nhờ nó không nghe thì máy thế nào. Nó bảo là không sợ. Nghe chú Hà nói vậy anh không biết. Này sửa này tao sẽ đi cái gì con bố bảo bố bảo thì ấy tao tao mặc tao mặc ok em mông thì có lý như vậy mà à có lý là cứ kiểu lớn tuổi là chuẩn bị sẵn rồi ấy ạ. Đúng rồi. Chắc là mang về đựng gạo trước thôi. Anh Tuyền bảo là Covid sắp đến để trốn Covid này. Thế vậy người Kinh không chuẩn bị như thế hả bác? Người Kinh nhá. Vâng. Người Kinh thì không sợ chết đâu nhỉ. Còn người Mông thì đi lạc quan tài. Không chuẩn bị quan tài thì Covid đây thì không có chỗ. Vậy không cho mượn hả chị? Người ta chúng em ấy em cũng thấy là có người họ cũng chuẩn bị trước mà họ già già lớn tuổi họ cũng để trước tự đóng. Vâng. Vậy không đi mua à, cái đấy? Không, mình không là được thì mình có người chết thì cũng phải đi vay chứ, đi vay của người khác. Vay quan tài của người khác á? Nếu như mà kiểu chưa chuẩn bị xong chưa có gì ạ? Thế thì
À, mình mượn xong là mình lại làm kẹp mới trả họ. Chục xe nữa mà hết à?